trắng trắng ngày mai đưa tiễn kiều về mong con. Em không về, em không về mong con. Má cắt tiễn kiều, nếu em không về thì tên Mã Phu này sẽ giật hình kinh giết nhất có thật xem. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì tiểu thơ nên về lại với quê. Tôi không còn lại gì tất cả. Tôi chiến bại rồi đành chi hú mô tại thôi. Không bao giờ có tội.
Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Và giờ đây đã vững vàng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiêu trong tuổi còn thơ ấu để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy quá ngậm cắn theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một nỗi đau sâu yêu. Cũng như anh, bà con mình á, chỉ cần một ngày uống 2 ly thôi là nó bồi dưỡng cho xương khớp nè, chắc khỏe dẻo dai nè. Em là kẻ ngài chinh phạt ngủ trên yên ngường, vào hiểm ra nguy chưa bao giờ biết sợ, sao bỗng nhiên nghe lạnh ca tâm hồn. Biết ai là người xây đắp mộ cho anh.